mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Việc tốt quanh ta của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, được người dân tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ dân phố 21, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ từ năm 2016 cho đến nay. Tuy đã ở tuổi 70, nhưng ông Trần Văn Lanh vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ông luôn dành thời gian gần gũi với từng gia đình trong tổ dân phố để lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân. Nhờ đó, nhiều khó khăn bức xúc được ông kịp thời phản ánh, đề xuất cấp ủy chính quyền giải quyết. Trong chuyên mục Việc tốt quanh ta ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ để tìm hiểu về những tâm huyết với công việc trưởng phố mà ông Lanh đã gắn bó những năm qua. Đoạn đường dài hơn 300 mét này đi qua gần 60 hộ dân ở cụm dân cư thuộc tổ dân phố 21, phường Him Lam. Trước đây đã được đổ bê tông rộng 1,2 mét. Đến năm 1993, sau khi dự án khu liên hợp thể thao được triển khai, do có vị trí thấp hơn mặt bằng các công trình của dự án, nên mỗi lần mưa là cả đoạn đường trên lại ngập nước, gây khó khăn trong quá trình đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, ông Trần Văn Lanh cùng cán bộ của tổ dân phố 21 và đại diện các hộ dân đã xin chủ trương làm lại tuyến đường từ Ủy ban nhân dân thành phố và được chấp thuận. Bên cạnh đó, vì đoạn đường thuộc diện tích đất quy hoạch nên các hộ dân đều thống nhất tự nguyện hoàn trả đất khi nhà nước cần lấy đất để thực hiện dự án. Để làm lại tuyến đường này, ông Lanh đã dành nhiều thời gian và tâm huyết. Sau khi có ý kiến đề xuất của đồng chí Lanh, thế rồi chi bộ cũng đưa ra bản, sau đến quyết định một cái phương án làm, là quyết định làm được. Chi bộ mạnh dạn thống nhất giải quyết và giao lại cho đồng chí Lanh xây dựng phương án, biện pháp, quy mô, làm đường, quy mô và tổ chức thực hiện. Thế thì có thể nói là rất thành công. Tết Nhâm Dần vừa rồi thì dân phấn khởi lắm. Con đường được ông Lanh và tổ dân phố xác định thực hiện chủ yếu bằng kinh phí do người dân đóng góp. Tuy nhiên, nhờ công khai minh bạch lại hợp lòng dân, nên chỉ sau một tháng vận động, hơn 180 hộ dân thuộc tổ dân phố 21 đã đồng tình ủng hộ tổng số tiền là 70 triệu đồng. Ngoài ra, ông Lanh cũng kêu gọi vận động sự hỗ trợ từ các cơ quan đơn vị về nhân lực và máy móc. Nhờ đó, chỉ sau 28 ngày thi công, đoạn đường dài cấp phối dài 320 m, rộng 4 m đã chính thức được đưa vào sử dụng trong niềm hân hoan, mong đợi của người dân. Hiện nay đi lại thì là các cháu đi lại là bình thường, tức là nó thì không được bằng đường kia, nhưng mà như thế này là rất tốt rồi. Chúng tôi nghĩ là chắc là ước lên thế thôi. Đường bây giờ rất khang trang, rộng rãi, đi lại là không bị va chạm, không bị tai nạn. Bên cạnh làm đường giao thông, ông Lanh cũng là người tiên phong trong vận động hoàn thiện một số cơ sở hạ tầng khác tại tổ dân phố 21. Đơn cử là hệ thống điện thắp sáng các trục đường ngõ xóm với tổng chiều dài 700 mét, đồng thời kêu gọi tài trợ sửa sang cải tạo khuôn viên nhà văn hóa của tổ dân phố với tổng kinh phí hơn 135 triệu đồng. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tổ dân phố xuất hiện các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và F1 được cách ly và điều trị tại nhà. Với cương vị là trưởng phố, công việc của ông Lanh lại càng trở nên bận rộn. Bên cạnh việc thường xuyên kiểm tra giám sát các trường hợp điều trị cách ly tại nhà, ông cũng tăng cường xuống cơ sở nhắc nhở tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh đến người dân. Trong cái phòng chống COVID này được thường xuyên là các bác thường xuyên là các đồng chí lãnh đạo của phố là tuyên truyền bà con là thường xuyên luôn luôn nhắc nhở và kiểm tra sát sao. Đấy là cái nhất, cái thứ hai là nó có một cái kỷ cương. Bà con chấp hành nghiêm chỉnh về vấn đề COVID. Cái tiêm phòng thì phải nói hô hào rất tuyệt vời và bà con chấp hành nghiêm trong lúc được tiêm, mà thậm chí tôi tiêm 3 lần rồi đấy, các đồng chí là hô hào và tranh thủ, tức là với y tế phường là thường xuyên là nhắc nhở bà con là những người nào kiểm tra rất xa rồi, ai không tiêm như nào là kiểm tra rất cẩn thận, tiêm đầy đủ. Đây là vấn đề của đồng chí trưởng phố. Ngay từ đầu là vào đây khổ rồi, khổ lắm, dân khổ lắm. Thế là kể cả không cứ ở cái tổ dân phố này 60 mấy hộ này, mà kể cả tổ 19 kia, người ta đi sang đây người ta cũng kêu. Thế thì vì động lực dân khổ thì người ta cũng kêu ca rồi. Điện đóm không có. Thế tôi về tôi xin trước mắt là điện thắp sáng toàn bộ, cày cái vài ngõ xóm này là có điện hết, không mất tiền. Đấy cái thứ nhất. Cái thứ hai làm được con đường này rồi dân nó quý lắm. Đi qua rồi các cháu học sinh nó phấn khởi. Cho nên nhà trẻ hay thứ đây đi lại thì người ta quý mình, thì cái động lực đó thì chính là vì dân khổ thì mình làm cán bộ thì mình phải giúp dân thôi. Thôi chứ còn không có cái động lực gì khác, mà tiền thì dân không phải bỏ ra mấy. Tôi vận động xã hội hóa nhiều. Tận tụy với công việc, gương mẫu trong các phong trào, không ngại khó khăn, sáng tạo trong công tác, có mối quan hệ tốt với đồng chí, thân thiết với nhân dân.
Vì vậy, từ năm 2016 đến nay, ông Trần Văn Lanh cùng tổ dân phố 21 liên tục được Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ công nhận danh hiệu tổ dân phố văn hóa tiêu biểu. Nhưng với ông, thành tích lớn nhất đạt được chính là sự tín nhiệm, yêu mến của nhân dân. Chuyên mục Việc tốt quanh ta của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.